Đâu, anh đang xiết, anh đang xiết. Ngồi lại. Ở trong cái gốc cây bên xa bên trong á. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hàng Chương. Và hiện tại thì Chương đang có mặt tại Safari Phú Quốc. Đây cũng là một trong những cái địa điểm đang hot nhất hiện nay tại Phú Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy là trước mặt của chúng ta nè, đó. Các bạn cũng có thể đoán được là Safari trong đó nó có cái gì rồi ha. Đây là một cái vườn sở thú và nó có rất là nhiều cái con thú ở trong đó. Nhưng mà mình không biết là cái sở thú này thì bên trong nó có những cái gì đặc trưng so với ở sở thú mà ở Sài Gòn mà mình đã đi. Thì hy vọng là địa điểm này cũng giống như là báo chí hay là tất cả những bạn đã review trước đã giới thiệu là chỗ này rất là hot. Thì mình hy vọng là Safari ở đây sẽ không làm mình thất vọng. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng theo chân Hàng Chương để tham quan bên trong có gì nhé. Hai bên đường đi vào thì các bạn cũng có thể nhìn thấy nè, là cũng có những cái gọi là gian hàng bán những cái quà lưu niệm ha. Và trước mặt của chúng ta nó giống như một cái cổng rất là đẹp. Hôm nay thì trời rất là xanh trong và hơi dịu dịu, cũng không quá nắng ha. Chỗ này hôm nay cũng được rồi, vừa các bạn đến với Safari thì các bạn có thể là book vé ở trên những cái app chẳng hạn như là Klook hay là Vietlook đúng không? Còn và đặc biệt là có thể cũng mình mua vé trực tiếp cũng được, nếu mà xếp hàng rất là lâu. Thì lúc nãy mình có đi taxi từ bên Reason Blue qua bên này thì cái anh tài xế taxi đã mua vé giùm mình bằng cái mối quan hệ của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ vào trong hỏi là cái vé này có đổi ra vé hay không, hay là chúng ta sẽ phải như thế nào đó thì không biết nữa, hay là chắc đi qua luôn nha. Đi. Hỗ trợ dịch vụ khách hàng sẽ tới đây mình hỏi trước. Anh có xe mới lấy giờ mới đưa vô. Rồi. Anh chị ơi, em gọi điện thoại gặp cái thứ này là những cái thứ này là của mình đó. Anh có thể dùng buổi trưa tại Safari ở các nhà hàng, khi vào thì anh cứ đưa các bạn này cái phiếu và mình dùng trước 3 giờ rưỡi giúp em. Còn nếu như mà vé có combo cả Win Wonder nữa thì mình có thể dùng phiếu này ở bên Win Wonder trước 7 giờ rưỡi đó. Cho mình hỏi là hiện tại bây giờ mình đi theo bản đồ á, là bây giờ là mình chỉ đi bộ thôi để qua các ở đây thì tụi em sẽ có 2 khu tham quan. Khu này mình sẽ đi bộ tham quan và khu thứ hai là tham quan bằng xe buýt. Thì xe buýt sẽ nằm ở bên tay phải đây, anh đi thẳng vào khoảng 700 m. Còn riêng khu vực này là mình sẽ thiết kế là đi bộ tham quan. Đây nước cái gì đâu? Là xe buýt phải không? Dạ, xe buýt đi là một vòng tham quan là 500 m. Chính xác là vé mà mình đi tham quan bình thường, nói chung là mình chỉ đi tham quan thôi tại vì mình không có thời gian, thì vé là 650.000 một người. Nhưng mà trong đây chúng ta sẽ có tặng, trong đợt này chúng ta sẽ được tặng phiếu ăn 200k ha. Và đặc biệt là ngay tại vào cổng vào thì các bạn sẽ có được một cái bản đồ. Chúng ta sẽ coi cái bản đồ để đi tham quan. Và có một điều là hồi nãy là cái anh hướng dẫn cũng có nói đó, là bên này chúng ta đi bộ, còn bên này thì lên đây ta sẽ có xe buýt đi một vòng tầm 30 phút để mình tham quan. Thì nghĩ là mình nên đi xe buýt để tham quan đi, rồi mình sẽ đi bộ sau. Đi. Có một điều nữa là
những cái người mà gọi là gì ta, nhân viên ở cái khu du lịch này á, nói chung là từ ngoài bước vào trong mình thấy là tất cả mọi người đều rất là lịch sự và rất là niềm nở, về phật phục vụ là ok. Này giống đi chi tiền kho báu. Trên đường đi đến trạm xe buýt thì chúng ta sẽ thấy được đây. Con này là con gian xe. Rất đẹp. Có mấy con ở trong góc nè. Đẹp quá. Và chúng ta sẽ tiến đến trạm xe buýt. Wow. Đẹp quá các bạn ơi. Content. Ừ, đi xem bên dâm. Nào. Đây. Chúng ta sẽ có đi xe điện nội khu. Tèn. Và mọi người chở đây là rất là đông. Khu xe điện nội khu thì không có được đi miễn phí đâu nha. 600 ngàn đó, 650 đó, bây giờ phải mua thêm vé. Qua đây con. 300. Có vé rồi, di chuyển với cả nhà. Vé vô là đẹp. Đi con. Con không chịu đi luôn rồi. Đi nè con. Cho con ở đây nha. Đưa tay gì. Không được vứt rác bừa bãi. Giờ con. Giờ đây. Không? Mới đi một xíu mà nó ướt nhạt rồi. Bạn đang cho mình. Đây. Cho bỏ túi đồ chi giống. Vô mặt không bây giờ nha. Hay quá. Cảm ơn đây bạn. Đây. Đến 98% rất là thông minh. Ăn sáng xong xe cả sữa chua. À, bây giờ là chúng ta chỉ nghe cái giọng nói thôi chứ không thấy nó đâu hết trơn. Không thấy đâu hết trơn. Bây giờ chúng ta đang xe bon bon. Đi đâu thì không biết. Đây là hồ Thiên Nga. Ở đây bên phải rất là nhiều. Sẽ chơi đánh thổ luôn. Đen ở bên, trắng ở bên. Dòng Thiên Nga rất trung thủy. Các đôi thường sẽ sống chung với trọn đời luôn đấy. Mấy con nhỏ. Có mấy con vịt nữa kìa. Có. Vịt kìa phải không? Đây, cho đám cưới mình hay thấy có hình Thiên Nga đấy. Kỳ sắc luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Sừng vào thân cây làm chết cây. Nên gia đình mình thấy họ sẽ bó hết thân cây vào luôn. Để đảm bảo an toàn. Linh Dương. Sơi khoảng 5kg thịt. Chia làm 2 bữa. Sáng và chiều. Có một điểm thú vị là khi mà chúng ta ngồi xe để đi tham quan á, thì tới những cái điểm này mình vẫn có thể xuống được nha. Mình xuống được để rồi xong mình tham quan thì mình còn nghe đeo tai nè, thì mình sẽ đón cái trạm tiếp theo để mình đi tiếp. Sẽ có xe đón tiếp chúng ta. À, vô tình mình đi chơi mình được hành nghề tiếp mà. Rồi, lại nè, chụp 2, 3, rồi, xin có cái nha. Đi vô. Chúng ta sẽ tham quan. Chị Bình ơi. Khu bò sát. Khu bò sát. Chị tập hợp chị muốn ra ngoài này để chị tìm anh Nam nha. Đi theo bà Quân trước này. Đi chừng này.
tay mà nó nuôi á, vừa nuôi tham quan mà vừa nuôi bán luôn, đỉnh lắm ha, vậy đó. Đây là chăn đất nha các mọi người. Nó đang ngủ rồi nè. À, mỗi một cái khu vực ở đây thì chúng ta đều có thể thấy được là cái thuộc tính nó có sẵn hết trơn luôn. Ví dụ như con này là gì, là gì, là gì thì thôi mấy bạn tới đây đi rồi mấy bạn sẽ tự tìm hiểu ha. Mình làm biến đọc mấy cái đó lắm. Rồi tiếp theo. Cự đà xanh. Đây con này mình đã từng review một cái clip coi trên kênh mình, các bạn sẽ thấy mình sẽ đính kèm lên ở dưới, mình đã review dòng này ở Sài Gòn. À, dòng này là dòng ăn thực vật, nó rất là hiền, con này rất là hiền, nó chỉ giữ cho mùi giao phối thôi. Đây chính xác luôn, ăn rau nè. Ta có thể nhìn toàn cảnh cái khu vực bò sát này, nói chung là bên trong cũng rất là đẹp, tựa hang đá rất đẹp, rất đẹp. Đây là đâu? Chân đất luôn hả? Tiếp tục. Ô nó nằm dưới này nè. Bạch xà, bạch xà. Rồi thì nó hay quá vậy đó. Đẹp quá ha, cái cảnh đẹp. Tiếp tục coi. Hello, hello, cái dễ không chào mày. Ê, ui, hello. Mấy con này nó đang lột da, sừng của nó gãy hết rồi, nói chung là không có còn đẹp nữa. À, con thằng lằn này là cái mùa nó cũng chuẩn bị lột da nè. Này là gì đây? Tắc kè. Ô con này mới xịn nè, nó đâu mất tiêu rồi, nó trốn rồi kìa. Con mình ảnh trong này nè, ảnh phơi nắng nè. Thằng lằn. À thằng lằn tê gu nè. Con này mình cũng có review rồi nè các bạn. Ờ, con này thằng lằn tê gu nè, con này ăn chay luôn nè. Nó không ăn thịt thôi, như nó ăn chay á. Mà cái không gian nuôi nó đẹp quá. Đâu? Con này là gì? Chăn đất hả? Kỳ đà nước. Con kỳ đà nước. Con này cũng khá là đẹp. Ảnh ngâm nước không à. Nhìn đẹp quá. Rồi, bên kia là đi ra. Chăn. Đâu? Ồ ghê quá.
chập bá luôn. Cái mặt nó quay ra luôn kìa. Mời. Nói với gà trời. Trên kia nữa, trên kia nó đông nguyên một con trên 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 kia nữa kìa. Ừ. Kìa. Coi cái mặt nó quay ra luôn kìa. Sao nhìn mình tuổi rắn mà mình gặp mấy cái dòng này mình cũng sợ hay sao? Rồi đi thôi. Rồ. Bự quá các bạn ơi. Ngủ hết rồi. Rùa đằng kia 61 tuổi. Dạ, còn con này bao nhiêu tuổi hả chị? Con này cũng có nói là này là nó ăn cái gì ta? Rùa này nó ăn cái gì ta? Tuổi nó 70 tuổi. Trời, con này 70 luôn à. Ghê vậy. 35 đến 50 kg. Lên tới 70. Lên tới 70 tuổi. Nó mới 55 tuổi nha. Trung bình. Dạ. Yeah. Con rùa này là nó ăn cái gì hết ta? Nó ăn như là nó ăn chay á phải không? Nó ăn đồ đồ của nó đó. À. Đây đây đồ con. Đây có con nhỏ nè. Nó ăn dưa hấu, rau cây nắng, đậu đũa, cà rốt. Đẹp quá. Đi ghi con chéo của mẹ á. Một ngày mình cho nó ăn mấy lần hả chị? Ăn 2 cử. 2 cử. Dạ. Yeah. Bên này có con rùa bự nè, chị nói bên này có con rùa bự. Đi ra lại đường kia nữa. Khu này là khu rùa. Một con đang dưới nước nữa. Ừ. Rồi hai con trong gốc ăn. Đây rùa khổng lồ nè mọi người. Rùa khổng lồ. Onbada. Trời ơi, đây một chú rùa khổng lồ nè các bạn ơi. Hello. Hello anh bạn. Trai. Trai hay là gái đây? Hello. Có vẻ như chú rùa này cũng lớn tuổi, 61 tuổi à. Nãy cô đó nói là 61 tuổi đó. Là già hơn con đó đi ơi. Già hơn ba luôn. Là mình phải kêu là bằng cụ rùa. Cụ rùa, hello các cụ. Này là ở bên Nam Mỹ hay gì? Trên đường vào thì chúng ta có thể là đại xe buýt đi tiếp, khu xe buýt nội khu á, nhưng mà chúng ta có thể vừa đây xem voi, xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Đây là... xong rồi mua đồ cho voi. Một phần cho voi ăn hình như 30.000 hay sao á? Nói gì quên mà. Cho voi ăn nè. À, bây giờ tôi sẽ mua đồ cho voi ăn. Một phần hồi nãy là tôi mày là như vậy ta? 30 ngàn cho voi ăn. Trời ơi mía luôn. Giờ có 2 cây mía và 3 trái chuối. Mình ăn chuối được không? Là voi ăn mía còn mình ăn chuối. Lấy chuối lại ăn. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho voi ăn mía, còn chúng ta sẽ để chuối lại. Tí nữa con cho ăn sau. Cho ăn sao vậy? Đưa ra nó ăn thôi chứ cho làm sao. Biểu nó nhai 9 lần mới được nuốt. Rồi xong. Ú, dễ thương quá. Đá bụng hả? Đói rồi. Ủa cho chuối ăn nó ăn luôn vỏ hả? Nuốt chậm luôn. Rồi hết rồi hết rồi. Thôi đẩy vô. Nè con cho không? Con dám cho không? Cho con voi kia trả đường mấy kìa. Cho con voi bên kia kìa. Nhìn thấy tội luôn. À, đá bụng có hai con. Wow. Sao nó đói dữ vậy ta? Ăn ngon nhỉ? Ăn ngon nhỉ? Không cho gà ăn à? Gà sợ à? Con bên kia ít được á. Mua thêm khoảng 30 nữa.